Xuyên Việt năm 2015, ngày thứ nhất, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2015, hành trình Hà Nội Phú Thọ. Xuất phát chuyến đi, nhóm ba anh em đi theo đường cầu diễn quốc lộ 32 qua thị trấn Đan Phượng, thị trấn Phùng theo tên tiếng Nôm, gần đến ngã ba giữa quốc lộ 32 cũ và đường tránh thị trấn Đan Phượng thì rẽ phải, cách đường lớn chừng 200m để viếng tượng nhà thơ Quang Dũng, tác giả của Đôi mắt người Sơn Tây, Tây Tiến. Tượng đặt trong khuôn viên trường tiểu học thị trấn Phùng, Đan Phượng. Chi tiết này trên Internet đã ghi sai là tượng đặt trong khuôn viên trường phổ thông trung học Đan Phượng. Đầu đường có một cửa hàng bán hoa tươi, khi đặt một tràng hoa để viếng và nhiều chuyện hỏi thăm thì cô bán hàng cho biết: cháu bán hoa ở đây bao năm, nhưng đây là lần đầu bán cho người đặt để viếng nhà thơ. Thôi thì để góp chút công, các chú xe cộ cồng kềnh cứ vào trước, cháu sẽ mang hoa vào cho các chú. Tác giả: nghệ nhân đặt tượng là một nghệ sĩ tài hoa. Tác phẩm tuy khiêm tốn về kích cỡ, chất liệu đồng cũng không được tinh khiết, nhưng khi nhìn kỹ, phải nói là kính ngưỡng, thì ta thấy được cái thần thái của nhà thơ Tây Tiến, của Đôi mắt người Sơn Tây, của Chiêu Quân đã được thể hiện một cách thật tài tình. Sau đó, ba anh em đã đi về thị xã Sơn Tây để thăm thành cổ. Thời trước, người ta coi trọng bốn vùng đất phên dậu che chở cho kinh đô Thăng Long, và cũng là bàn đạp để triều đình có thể vươn xa ra vùng biên giới, thường được gọi là tứ trấn, gồm có Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương và Sơn Nam. Đến thời nhà Nguyễn, Sơn Tây vẫn được xếp là một trong bốn trọng trấn của Bắc Kỳ. Phía trong thì che chở bảo vệ Bắc Thành, bên ngoài thì làm bàn đạp, làm hậu cứ để triều đình bảo vệ vùng biên cương và thượng lưu của sông Đà, sông Hồng, sông Lô. Do đó, nhà Nguyễn đã đặt tổng đốc Sơn Hưng Tuyên đóng tại thành Sơn Tây để giữ yên cho cái vùng rộng lớn Tây Bắc và Việt Bắc, gồm 5 phủ, 24 huyện, mà ngày nay bao gồm toàn bộ các tỉnh Vĩnh Phúc cộng với huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang và hầu như toàn bộ tỉnh Phú Thọ và một nửa của tỉnh Hà Tây. Do địa thế mà từ xa xưa lúc nào Sơn Tây cũng là hậu cứ, là bàn đạp cho vùng biên giới xa xôi. Nhiệm vụ này do chính địa thế Sơn Tây so với vùng thượng du Tây Bắc và Bắc Kỳ quy định. Sơn Tây còn là vùng dân Việt sinh sống lâu đời đông đúc, một vùng đất cơ bản của người Việt từ khi lập nước. Thành cổ Sơn Tây được kiến trúc theo kiểu Vu Ban, kiểu công trình quân sự lấy theo tên kỹ sư Vu Ban người Pháp. Tường thành làm bằng đá ong, chạy theo đường gãy khúc, nhưng tổng thể thì có hình vuông. Thành nằm giữa thị xã Sơn Tây, trên phần đất có hai làng cổ là Thuần Nghệ và Mai Trai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 42 cây số. Thành có bốn cửa quay ra các hướng bắc, mà chính xác là bắc, đông bắc, nam, tây, đông. Các cửa lần lượt có tên là cửa hậu, cửa tiền, cửa hữu và cửa tả. Trước đây, bốn cửa đều có cầu gạch mắc qua hào nước, nhưng hiện nay chỉ còn hai cửa chính là cửa tiền và cửa hậu có cầu bắc qua hào nước dẫn vào cổng thành. Trục kiến trúc chính của thành là trục nối hai cửa tiền và hậu theo hướng bắc đông bắc và nam tây nam. Cửa tiền nhìn ra phố Quang Trung, cửa hậu hướng ra phố Lê Lợi, nay là nơi đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, thẳng hướng tới bờ sông Hồng. Cửa tả nhìn ra phố Phùng Khắc Khoan, chạy thẳng lên trung tâm thủ đô Hà Nội theo quốc lộ 32. Cửa hữu hướng ra phố Trần Hưng Đạo, phố này nối với phố Ngô Quyền, chạy thẳng lên làng cổ Đường Lâm theo quốc lộ 32. Trải qua những thăng trầm và biến cố lịch sử, nhiều công trình của thành đã bị phá hủy. Tuy nhiên, ngày nay nó đã được tôn tạo hầu như toàn vẹn và giữ nguyên hình dạng và những cấu trúc của mình. Vào năm 1994, thành cổ Sơn Tây được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nhằm bảo tồn và phát huy vị trí thành cổ Sơn Tây, nhiều dự án đã được tu bổ khôi phục lại, các công trình của thành đã được triển khai. Dựa vào các tư liệu cổ,
các công trình như điện Kính Thiên, kỳ đài, tường thành bằng đá ong được dựng lại trên nền cũ, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân thị xã phối hợp với quân chủng phòng không không quân xây dựng khu trưng bày máy bay tại di tích thành cổ Sơn Tây với diện tích hơn 4.000 mét vuông, trong đó trưng bày hai chiếc MiG-21 từ trung đoàn Sao Đỏ và một máy bay Mi-8 từ trung đoàn 916, góp phần tăng giá trị phong phú cho cảnh quan của khu du lịch. Thành cổ Sơn Tây không chỉ là điểm di tích lịch sử, văn hóa thu hút đông đảo du khách tham quan, mà còn là công viên giải trí được ví như lá phổi xanh nằm giữa lòng đô thị. Với diện tích 16 hectare cùng một thảm thực vật phong phú, thành cổ Sơn Tây được coi như một lá phổi lớn để điều tiết không khí trong lành cho cả khu vực nội thị và là nơi rèn luyện sức khỏe, dạo chơi cho người dân. Khuôn viên thành cổ cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt của thanh thiếu nhi, của người cao tuổi. Thành cổ Sơn Tây đã gắn bó và trở nên thân quen với mỗi người dân Sơn Tây, những người con quê hương khi di chuyển sinh sống trong nơi khác, khi dịp lễ Tết đều mong muốn quay trở về thăm quê, đều không quên ghé thăm thành cổ. Sau khi thăm thành cổ, ba anh em lại đi theo quốc lộ 32 để về thăm làng cổ Đường Lâm. Về Sơn Tây, đi qua những làng ven đê của xứ Đoài, ven sông Đuống, nhìn mây sương trắng hướng Ba Vì xa xa, lòng lữ khách càng dâng trào một cảm xúc vừa mãnh liệt mà cũng vô cùng tinh tế, sâu sắc. Đến độ những ngôn từ đời thường theo kiểu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đều trở thành bất lực, còn chăng chỉ là lời của những thiên nhân. Bao giờ trở lại đồng Bương Thánh, về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng, sông đáy chậm nguồn qua phủ quốc, sáo diều khuya khắc thổi đêm trăng, trích Đôi Mắt Người Sơn Tây của thi nhân Quang Dũng. Ta của xứ Đoài, ta của em, đồng đang cọ mặt, hồ đang xem, sông đáy đang mùa chiều lên đải, nắng đã Ba Vì mây tản nhiên, thơ Nguyễn Việt Chiến. Sông đáy buồn chi mây giận trăng, xứ Đoài thương nhớ, xứ Đoài ơi, ngàn sao vẫn biết rồi dâu bể, sao mắt người sâu quá bóng chiều rơi, thơ Lê Thường Nhiên. Ngồi trên những quán nước của cô hàng sáng răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng, ven dệ những con đường làng mía mà xưa bố cái Đại Dương, Phùng Hưng, Tiền Ngô Dương Quyền, đệ nhất giáp tiến sĩ cặp đệ tam danh Thám Hoa Giang Văn Minh từng trải bước. Uống chén nước trà xanh pha nhẹ hương gừng già, nếm chút bánh chè lan mà lòng dạt dào như vậy một khúc tráng ca, vừa pha khôi ngậm ngùi, vừa bi hương thế sự. Chỉ tiếc một điều là cái dấu xưa tài hoa thuần khiết, cái quốc bảo của ngôi làng Việt cổ này nay đã bị pha tạp nhiều quá. Cũng đành rằng ngày đồng tiền cất tiếng hát, thì khúc dân ca mộc mạc bàn bạc ngày nào đành lẫn khúc tận rất nơi rất xa xôi trong miền trí tưởng của điếm canh, của mái đình bên cổng làng nơi ao giếng cũ, thôi biết làm sao được. Thi nhân Quang Dũng như linh cảm được điều gì khi hạ mấy câu thần bút để kết bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây như sau: bao giờ tôi gặp em lần nữa, chắc đã thanh bình rộn tiếng ca, đã hết sắc mùa chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta. Ôi, về Sơn Tây ngộ niềm Quang Dũng, cảm cảnh Ba Vì xa kế bên, đồng nương xa vắng bao mùa núi, xanh ngắt niềm vui úa nỗi buồn.